Vâng, em Quốc Hùng, âm thanh bãi Bình Định, xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em về, đang xem kênh về một cái siêu phẩm đến từ thương hiệu của hãng Acutphy. Nó có model là Pro 5, là dòng power rất là hiếm trên thị trường và đang được nhiều anh em săn lùng bởi vì nó sở hữu một cái chất âm cực kỳ là hay. Nói chung là cực kỳ là hay anh em. Em nói thật là em bán rất là nhiều dòng đáy, cũng rất là nhiều dòng đáy nó nghe chất âm nó rất là hay, nhưng mà nói thật là không có con nào qua cái con Acutphy Pro 5, tại vì em vừa nghe nó rất chất âm nó rất là gọn gàng và sạch sẽ, chi tiết đến nói chung là nó rất là gọn luôn. Anh em giờ thì em sẽ mở ra cho anh em thưởng thức chất âm của nó, rồi em sẽ mời anh em chiêm ngưỡng cái siêu phẩm Acutphy Pro 5. Em tiến chọn vừa rất là đẹp cho anh em nha, hàng tiến chọn nha anh em. Đánh trực tiếp như này, trực tiếp qua điện thoại, không qua một cái bộ lọc nào cả, đánh trực tiếp qua đây.
anh em vừa nghe qua chất âm của Ash Buffet Bình Đồn 5. Thì theo em nhận xét thì chất âm của nó ra rất là gọn gàng, rất là gọn gàng và rất là sâu nặng ha. Chi tiết đến từng cái nhạc cụ nha anh em. Chi tiết đến từng nhạc cụ, anh em có thể đeo tai phone vào và lắng nghe cái con Ash Buffet Bình Đồn 5 này thể hiện qua những cái âm sắc của những cái nhạc cụ nó trong cái bản test mà em test cho anh em. Rất là chi tiết. Điều đặc biệt ở đây là con này nó đánh ra chất âm rất là gọn, gọn gàng nha anh em. Nó không có kéo đuôi kéo rê những cái âm sắc nó ra như những dòng đại khác. Anh em đã nghe qua crowd bô Ash Buffet, xin lỗi anh em, bô cover. Nhưng mà anh em khi đã nghe qua Ash Buffet vào đầu năm thì anh em chắc hẳn sẽ rất là khuê. Rồi, đó là cái phần test về cái chất âm của chiếc đĩa siêu phẩm Ash Buffet Pro 5 này. Giờ thì em sẽ mời anh em thưởng thức về cái nội thất của nó. Rồi, giờ em sẽ tắt máy nha nè, tắt máy. Rồi em sẽ tháo nội thất của con này ra cho anh em xem. Nắp của nó thì gồm 3 phần nha nè, gồm 3 phần. Đây, nắp ở giữa nè, tháo hai nắp hông nữa. Đó, tất cả còn đẹp liên kiên nha nè. Em sẽ đưa vào và quay một vòng cái nội hình của nó cho anh em. Hàng bên em tiến dọn vừa đẹp keng, không một vết trời xước luôn nha nè, rất là đẹp nha. Đó, những cái áo quýt này em tháo sẵn rồi. Rồi bên này nó còn 2 con, sót 2 con em tháo sau. Đây là những sơ đồ mạch dẫn của chiếc đĩa này. Rất là đẹp. Em này rất đẹp nha. Mặt mũi này không một vết trời xước luôn nha nè. Rồi, giờ thì em sẽ tháo ra cho anh em. Bên này thì dặn vặn 2 con vít này. Những dòng đấy thì nó rất hiếm trên thị trường nha em. Thì lâu lâu nó về được một con. À, hôm trước thì em về được 2 con. Cũng đã bán hết rồi nha em. Rồi, thì tất cả đã tháo ra cho anh em. Đây là cái nội thất rất là khủng của con Ash Buffet Pro 5 này. Nó sở hữu một cái tăng phô xiến rất là bự. Đó vừa ra nha anh em. Chiều sâu của tăng phô này nó rất là cao nha anh em. Cái tăng phô này nó rất là bự này. Anh em có thể bàn tay em này để vào. Và nó rất là cao này. Nó cao anh em để thấy là cái con Pro 5 này thì nó cao tầm là khoảng 17 cm nha. 17 cm thì cái tăng phô này nó cao khoảng là 13 cm này. Đó. 13 cm. Và 2 chiếc tụ rất là bự. Và con này thì sở hữu một quạt gió sau lưng, một gió chạy rất là êm nha anh em. 2 cái tụ này rất là bự nha anh em.
nội thất bên trong nó còn rất là đẹp luôn, lung linh luôn nha anh em. Đây là giấy so của chiếc âm ly, chiếc bao Acuphase Pro 5. Mỗi bên của nó là 20 con sò Toshiba xanh đen. Đó. Sò đen thì nó có mã là 281, và sò xanh có mã là 302. 302. Mỗi với này thì nó có là 20 con, 10 con đen và 10 con xanh. 10 con đen, 10 con xanh nha anh em. Ở trên này là 10 con đen. 2 4 6 8 10 nha. Và dưới này là 10 con đen nha. 10 con xanh nha anh em. Mình sẽ lật cái máy lên cho anh em xem. Đây anh em. Sò xanh thì con mã là 302 nha. Đó. Những dòng sò này thì anh em thường thấy là những cái mã sò này anh em thường thấy là những cái con cover, những con bao cover mà em hay về, những con cover BM 900, BM 1201, thường dùng những cái con sò xanh đen như thế này nè, những dòng sò cho thức âm rất là hay. Con này sở hữu là 40 con sò xanh đen. Rồi, đó là về nội thất và ngoại thất của cái con Acuphase Pro 5 này. Sản phẩm cực kỳ là hiếm cho anh em trưng bày và siêu phẩm rất là hay. Rồi thì anh em nào có nhu cầu thì sở hữu con Acuphase Pro 5 này thì liên hệ với em Thanh Quốc Hùng. Mọi chi tiết mua hàng anh em liên hệ với em qua số điện thoại là 0363648707. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, và anh em theo dõi kênh thì hãy ủng hộ cho Quốc Hùng bằng cách đăng ký kênh, và anh em cảm thấy video hữu ích thì anh em bấm like để ủng hộ bên âm thanh Quốc Hùng nha. Cảm ơn anh em, và hẹn gặp lại anh em ở video sau.